chúng ta kết vô vật liệu. Bây giờ chúng ta lấy bất kỳ vật liệu nào cũng được. Bây giờ ở đây chúng ta lấy cái color là màu sắc cho dạy hình dung này. Rồi chúng ta tiếp tục cái màu color A01 ghé cho cái bề mặt này, rồi ghé thêm cho bề mặt này nữa. Rồi ok, thoát ra đóng lại. Rồi chúng ta nhấn cái sketch thoát ra ngoài này. Rồi thì hai bề mặt này chúng ta kết vào cái nút vô cái bảng vật liệu này, thì cái đó là color A01, chúng ta gọi cho 01 vào đây ý kiến thử. Color nè, color A01 là nói nè. Để biết cái nào đó, chúng ta có thể kích vô cái phi nè. Bên này A01 mà sao đây? Bây giờ lấy cái khác đi, lấy cái C01 này đi, lấy như cái này và cái này nè. Color C01 này chúng ta chuột phải rename luôn cho nó chính xác, thật là gương, gọi là gương. Rồi sau đó ở trên cái search scene này chúng ta gọi cái gương vô, đó là gương nè. Rồi đóng lên lại, thoát ra được rồi. Rồi cái này là gương đúng không? Thì gương này nè, thì bây giờ muốn làm gương á thì chúng ta sẽ cho cái tập phần là diffuse là cái màu chính của nó đó. Cái màu chính này chúng ta kéo hết vào đây cho nó màu đen. Còn reflection là phản chiếu, là phản chiếu chúng ta sẽ cho hết về màu màu trắng. Đó thì nó phải sự phản chiếu. Và phải tắt cái Fresnel luôn. Đó thì ở cái ô trên này là nó sẽ review cho chúng ta thấy được cái kết quả của chúng ta này. Đó thì đây là vật liệu gương rồi đó ha. Thì nó lại là chúng ta gán cho cái face hai cái này là cái vật liệu nào đó màu, cái màu nào đó bất kỳ, sau đó chúng ta qua bên cái bảng Vray Accept Editor này kiếm cái đúng cái số liệu đó và đổ tên nó là gương cho nó không bị nhầm lẫn với cái khác. Rồi diffuse cho nó màu đen tuyệt đối, còn cái reflection là phản chiếu thì cho nó màu trắng hết luôn, và tắt cái Fresnel đi thì nó trong suốt như này thì nó là gương. Đó. Nhưng mà có một cái đó, là khi bây giờ chúng ta quay về cái scene 8 luôn nè, nó có liên quan tới scene 8. Trở về cái scene 8 bên này. Rồi, bây giờ cái này nè, chúng ta sẽ bây giờ chúng ta bật cái shadow lên nè. Là cái bóng đó, chúng ta thấy là do là cái camera chúng ta không thể nào đứng bên trong phòng mà nhìn được, thì sẽ cái góc nhìn rất là nhỏ, nên là buộc lòng thì chúng ta phải đứng từ bên ngoài, chúng ta phải dùng cái session plan cắt của bên trong. Nhưng mà cắt của bên trong á thì vô tình làm cho cái ánh sáng á nó lọt vào trong phòng, ánh sáng nó lọt vào trong phòng, chúng ta thấy ánh sáng nó lọt vô nè, nó bóng nè. Bây giờ thử render thử 1:8 nè.
Rồi, ok, bây giờ tôi thấy nè. Render chúng ta thấy chỗ này nó bị trắng không? Nó trắng lên nè, bóng đổ màu trắng luôn nè. Tức là mình dùng system plane mình cắt vô để mình thấy cái view mình render thôi. Chứ không phải là mình ánh sáng nó lọt vô thấy nó trắng luôn, như vậy là sai rồi, đúng không? Thì stop liền, không render nữa. Rồi, thế thì để giải quyết vấn đề đó, để giữ vấn đề đó thì chúng ta làm như sau nè. Kích vào cái nút Access Editor này tiếp. Rồi, chúng ta vô trong cái phần là Geometry hình học á. Và phần này là tắt cái gương đi ha. Có cái ô này nè. Nè, Geometry hình học á. Thì cái session số 12 là cái mặt cắt bên bên cái hướng đối diện á, là session 12 nè. Rồi, chúng ta sẽ mở cái bảng option này ra. Thì chúng ta phải tắt cái mục này đi nè. Chúng ta có thể ghi chép lại cái này cho thầy nha, lấy một tờ giấy ghi lại. Có nghĩa là khi mà chúng ta dùng cái session plane, chúng ta cắt để mà xuyên qua cái phòng bên trong á, thấy cái hướng bên này á, thì vô tình ánh sáng nó lọt vô. Thì khi mà chúng ta render cái hướng này á, thì vô tình render luôn ánh sáng luôn, chỗ này nó trắng lên luôn, như là bị sai. Nên chúng ta phải vô lại trong trong cái chỉnh về đây á, chúng ta vô lại cái session 12 này. À, bình thường thì là không sao á, nó không bị quay như vậy đâu. Chẳng qua là chắc là thầy vừa chiếu lên á, vừa chiếu lên vừa quay phim á, nó mới hơi chậm một xíu. Chứ mà thường thầy làm mấy bữa nay ở nhà là thầy là không bị gì hết. Rồi, chúng ta phải tắt cái mục effect line đi nè. Ha. Tắt mục effect line và kiểm chọn cái camera ray only. Kiểm chọn cái này. Ha. Đồng thời tắt cho thầy cái phần là use object material. Rồi, có 3 mục để làm. Đối với session 12 này chúng ta sẽ tắt cái use object material. Rồi, tắt cái effect line và kiểm chọn camera ray only. Rồi, kể cả session 11 cũng vậy luôn. Session 11 là cái camera bên cái session 11 là cái mặt cắt của bên kia á, cũng vậy luôn. Nói chung là khi mà chúng ta dùng cái session plane này nè, chúng ta phải làm 3 việc là tắt cái use object material, tắt cái effect light và bật kiểm chọn cái camera raise only. Đó là như vậy này. Rồi ok, và render lại một lần nữa nè. Chú thấy không, chú nó sẽ tắt đi mấy cái chỗ ánh sáng rồi, nó ra cái màu đúng của cái phòng này thôi. Đây là cái view ngược lại này. Ok, là như vậy là đúng ánh sáng rồi đó. Nghe nó còn render thôi, coi như thầy dừng lại cho nó nhanh nè. Rồi bây giờ chúng ta trở về lại cái scene 7. Rồi, như vậy là cái vật liệu kính bên này thầy đã làm xong rồi đúng không? Đó, và thầy chỉnh cái session plane đó là thầy tắt làm ba cái mục kia, tức là tắt cái effect light, kiểm chọn cái raise camera và tắt cái object material. Bây giờ thầy render cái view này nè, thì chúng ta thấy cái gương, cái này là cái gương nè. Render lại một nữa.
À, chúng ta thấy mấy nào bên này nó có cần chiếu rồi đó nè. À, đây là hai cái tủ này có cái gương á, là thấy cái rèm bên kia luôn nè. Mà dù là chúng ta đang dùng mà cắt bên trong này chia cái rèm đi đúng không? Nhưng mà hướng nhìn này chúng ta vẫn thấy cái rèm. À, chúng ta thấy không, cái gương nè, rồi lắng nhìn sang bên kia thấy cái rèm đó nha. Đã thầy tender xong tắt thành vậy đó. À, nó đang thử nhiễu cửa hàng. Rồi xong. Rồi bây giờ thầy sẽ cỡ hình này cho lớp. Rồi đây là một cái view số 2. View số 2 nè, ok. Rồi cái hình này có nghĩa là render có cái gương. Rồi bây giờ tiếp theo như sau nè, sẵn tiện thầy làm luôn một lần luôn nè. Rồi chúng ta trở về scene 8. Rồi là cái hướng ngược lại bên đây thì tới đây á, thì bây giờ thầy hướng dẫn lớp chúng ta làm cái vật liệu phản chiếu của cái sàn gỗ. Cái sàn gỗ này thầy muốn render lên đó, nó có sự phản chiếu như viên gỗ bóng á. Chúng ta nhìn đây nè, chúng ta kích vô asset editor. Rồi, chúng ta trở về cái bảng vật liệu là cái mục đầu tiên này nè. Material này nè. Rồi, chúng ta kiếm cái vật liệu sàn gỗ thì lúc mà chúng ta có làm lúc mà chúng ta gắn ở ban đầu á, là chúng ta đặt tên rồi là sàn gỗ rồi nè. Ha. Đó, cái sàn gỗ. Thì cái mép gỗ nó là đây rồi. Ha. Nè, cái thằng gỗ nè, nó đang render cho mình coi cái hình mô phỏng thôi nè.
Tức là cái phòng ngủ nhỏ là thầy nhớ lúc đầu là chúng ta đã gắn gỗ vô và chúng ta đã đổ tên cái gỗ luôn rồi nha. Thì bây giờ chúng ta muốn làm cho cái gỗ nó bóng lên á, chúng ta vô cái diffraction này, tương tự như cái kính vậy đó, chúng ta sẽ chỉ cần giảm cái độ đen này xuống là được, tăng lên, tăng cái tức là giảm đen á để thành trắng lên thì nó sẽ phản chiếu này. Mà đừng phản chiếu nhiều quá, phản chiếu nhiều quá thì nó ra cái gương, nếu mà tăng 100% luôn ra cái gương, thì chúng ta tăng vừa phải thôi thì nó sẽ có phản chiếu ở đây. Cần reflex glossiness á, người ta số 1 á là nó gương cái bóng ở một chỗ nè, còn nếu chúng ta giảm cái này xuống á thì cái bóng á, nó sẽ tán xạ ra xung quanh, nó cũng có phản chiếu nhưng mà cái phần trắng á, nó ta sẽ không thấy rõ hơn, nó bị tán ra xung quanh rồi. Bây giờ người ta sẽ tăng lên từ từ nè đó, thì ta thấy là cái phản chiếu nó sẽ xuất hiện trở lại ở đây nè, thấy chưa, phần trắng nó sẽ xuất hiện ở đây nè. Bây giờ chúng ta tăng lên 1 luôn đi, là khi đó phản chiếu cái độ tán xạ nó sẽ tập trung một chỗ, nhìn nó rõ nét hơn. Rồi, như vậy cái sàn gỗ đó là chúng ta sẽ dùng cái reflection color tăng lên chút xíu, giảm xuống một xíu, tức là tăng trắng giảm đen á thì nó sẽ phản chiếu. Rồi bây giờ thầy sẽ render cái view này luôn.
À, chúng ta thấy là ở cái sàn nó phản chiếu cái xuống này ha, phản chiếu cái thạch cao xuống này. À, như là sàn có bóng, có gọi là sàn bóng đó. À, bây giờ bước cuối cùng là nó cửa nhiễu nè. Rồi sau cái này là thầy vẫn đang render cái chất lượng thấp á. À, Phương đang làm đường rồi nè, làm được cái gương phản chiếu rồi nè, tốt rồi nè. Rồi, lớp mình render luôn cái view ngược lại như thầy luôn nha, đá giống như thầy nè. View ngược lại luôn và có phản chiếu cái vật liệu sẵn bóng gỗ ở dưới á. Rồi xin mời lúc mình tiến hành làm thầy hai hai vấn đề này nha, thầy lưu phim lại nè.